Chào các bác, em là Quý Máy Bái. Hôm nay em lại có lô máy quay cái clip giới thiệu tới các bác ha. Cái này thì em bán lô ha. Các bác quan tâm lô thì liên hệ với em theo cái thông tin của em ở đây. Bây giờ là buổi chiều khoảng 2 giờ, nó hơi chói tí, quay nó khó nhìn ha. Các bác cũng thông cảm giùm em ha. Em bán lô, em bán theo hình em đưa lên á. Bác nào quan tâm thì cứ liên hệ với em ha. Đầu tiên là lô này đi. Lô này là một con máy lô em mắc cười. Tự nhiên em thấy nó đây em chơi nó lên luôn chứ cái này. Con này bẩn bẩn chưa vệ sinh nè. 450.000 ha. Bác nào chốt thì liên hệ em ha. Makita vít chuột này TD020 có búa ha. Đó, con này rửa ra là trắng bóc luôn. Con này nói chung là đẹp. Đó, 450 nha các bác, như hình nha. Các bác về tự vệ sinh. Đó, lô đầu tiên, quá rẻ luôn. Không, mình chơi thôi. Bắt đầu vào viên. Đầu tiên là lô này là em đẩy luôn lên tí. 4 con 18V. Một con khoan nè, ngoại hình ok ha, một con quay sơ sơ vậy thôi, các bác mua lô là nhìn sơ là cũng hiểu. Hai con, ba chức năng không nha, ba con 18 bãi là nó bẩn bẩn vậy. 4 con HR20 ha. Rồi 4 con bấm pin bóp luôn, chỉ bóp quay cho các bác biết là máy sống thôi nhé. Thôi bà mẹ. Sorry các bác bỏ pin, nó khách em bỏ pin. Tưởng đang lên một cái hộp rồi. Một chỗ. Hai chỗ. Ba chỗ. Quá dài, bốn chỗ. Rồi, lô đầu tiên 4 chỗ. 18V, hai con quen, một con bê tông, một con này. Bác nào kết liên hệ em ha. Kết theo lô thứ hai, cái này 14V, kết theo là nó cần quả pin 14. Xin lỗi các bác, chờ em 30 giây em chạy em lấy quả pin 10 của ở đây mà. 14V. 1 2. Đẹp. 3. Này thì miễn test ha. Bác nào ngại thì em test sau. Tại vì không có pin ở đây. Một con. Lô thứ hai. Lô thứ hai. Một con mài, một con cưa kiếm, một con bê tông. Máy đẹp không nha các bác. Em bán lô nên các bác không hỏi nhiều ha. Máy bao sống cho các bác ha. Còn kỹ hơn nữa thì em chịu thua, kỹ hơn nữa thì em qua bán lẻ ha. Con này đẹp quá, có to là không có chèn vô lô nào được. Bác nào kết liên hệ em vệ sinh em bán ha. Quá đẹp luôn, bê tông 244, không chê vào đâu. Lẻ một con này. Tiếp theo, của có 2 con mài. Tiếp theo là mấy con? 1, 2, 3, 4, 5 con. Một con mài Makita 18V này. Makita 18V. Mài có than này. Một con Ruby 18V. Xài pin đào quát á, nó cũng là đào quát luôn á. 18V này đẹp nha, em không có pin thử nhưng mà em bao các bác sống. Rồi. Hai con này. Con này là con Makita không than nè. Hitachi nè. Hitachi ha. Hitachi này đẹp và có số nha các bác, 6 số này nè. Một con này đẹp. Hai con. Ba con. Bốn con.
5 con. Đẹp quá trời. Rồi, lô thứ ba là mấy con mài này. Lô thứ tư là bu lông này. 18 hết nha các bạn. Hitachi này. Pin 14 nó không có đủ đo đâu, pin này nó cũng gần hết rồi. Năm con bu lông hai con Hitachi và ba con Makita 18V 281 ha. Mấy bác chơi lô là nhìn sơ cũng hiểu rồi. Rồi tiếp theo. 1 4 lô thứ tư, lô thứ năm là ba con này. Hai con 148 của ba con lô lô này. Con kia. Chờ em xíu em ngó thôi, còn một con 148 nằm đâu không tìm. À đây. Đúng rồi. Ba con 148, một con 160 này. Nói chung là bánh lô là anh em chỉ có nhìn hình thôi. Em quay tiệm cảnh cho anh em ngó 2-3 chiều luôn. Kết lô nào là liên hệ em ha. Không hỏi thêm chi tiết ha, tại vì em quay rõ rồi ha. Là máy bao sống cho các bác rồi. Về vệ sinh này nọ thôi. Máy không có sửa nha, máy không sửa và bao sống ha. Rồi, tiếp theo là lô 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Lô thứ 6 là 136, 137 nè. 136, 137 nè. Bè bạc đũa rồi. Em không dám bóp mạnh. Ba con 136, ba con 137 ha. Này nó bong bong chứ về giá này nó vẫn đẹp ha, vẫn liền ha. Rồi, ba con 136, ba con 137, 37. 37. Máy đẹp không? 136 nè. Tiếp theo là 132 với là 170. Hôm nay không có 171 nha các bác. Hai bốn sáu bảy con 132 nha. 1 2. Máy đẹp không à? 3 4 5. Bảy có 132. Rồi lô 132. Giờ tới lô 170. 2 4 6 7 chú luôn. Một 70 đẹp này. Mấy con này là 18V hết nha các bác. 132 là 14V. Toàn máy đẹp không. Này rửa ra là len keng luôn. 170 màu cốm đẹp. 70 đẹp. Rồi, 170. Có mỗi con này hơi xấu chút mà rửa ra nó vẫn đẹp nha. Thay cái tem nữa. Lô nó có con này con kia ha. Rồi tiếp theo là lô tiếp theo. Đã chơi chứ còn có hai con nữa thôi. Con này con quen Hitachi, không biết ghép nó vào cái lô nào. Thôi cho nó ngoài đi. Máy nào kết liên hệ em ha. 18V đó. Mấy chức năng người ta. 18V 2 chức năng dòng quen Hitachi này. Con này 8V 4 nha các bác. 4V 8.
lên 8.4 chạy cho nó phê ha. Này có hai con, một cặp nó 750 ha các bác, 750 cặp, trong kia còn con nữa. Rồi bác nào kết thì liên hệ em theo cái thông tin của em ở trên đó. Rồi em chào các bác, hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo của em.